Ok, nên nông thông ngôn ai ai con con nhưng có trả lên nơi tiệm bán sao được tự đặt hiện online như chắc thế bị phép rút một đi bà con nông mở đây biệt nhạc là thanh nơi vô mà sao từ thua nên vô mà lôi nhớ ta còn phong vô nơi sang em thắng hết cái còn một biển tê pi bạc bạc mày lấy mình nhưng cái tha anh chỉ lấy xem xem riêng gì sửa sửa đẹp trai tê pi ông thông lăng tới không mua trở lại nhà chip thì cái này đối mà ớt sâu cho giấy lên chọn nếu biết lên giấy lên chọn đa phần tay ớt sâu giấy lứ à thế miên video mùi để phu cơ tha pê để tê pi còn như ta có cho trên giấy tay nhưng miên video mới khi tê pi nhà chờ mạ cái là o na cái viên coi thua nôm á không ai mơ YouTube được mạ viên thôi mạ viên mạ viên ay rồi ok nên nôm thong ngốn ai ai con con đến có trả lên nhà tiệm bán sai tự đặt hiện online như chắc thế pi phép rút một đi bà con ok hay bây giờ thì chơi nhanh mình ngố, đặt mình ngố chẳng nào nè. Hay cô về sập tới, vô và chạm bàn, xuống phở đấy tí. Yes. Yeah. Nhâm mùi kềm của bạn này. Chị cánh nhé, chị ngủ ý. Sẽ lấy mặn của châu sẽ lấy món. Mua cứ sẽ lấy cân người ta sẽ lấy bà ruộng. Tê Pi hơi biệt mình thơ hơn anh quên á. Bị mơ ao ấy ôn mồ mồ nhầm. Tê Pi có ôn mồ mồ ấy. Mô à. Tại đi xa khai mô. Ok. Chắc là tí bí miên ice cream thua vì black bird. Tông dạy thay chè con thì tôi tới hợp bình miên. Bóc bóc bình thường nó khó tức nên tặng. Chắc chứ ngon rồi. À lần chúng ta bố bố tích của anh em cho chị mơ TikTok. Sao chị mơ TikTok hình thơ phải chọn là thơ nôm ở đây. Biết lại cái nào thân nơi vô mà sao từ thua nên vô mà lôi nơi cắt còn phong vô nơi ngay em thay. Ủa hết cái còn một bình tích bí bạc bạc mày lành lành mình. Lấy xem xem riêng gì sửa sửa mẹ mình quạt hỏi nhem mấy chứng nè chà bờ anh chết chết và xin chị quạt à chết với khuôn ấy buổi tam bất bồng nón thông bao nhóm cứ nhóm trang ấy quạt là vui có mọi quạt thần nè nữa chà bờ xin chị viết sửa bèo tia hot ha để con ngày muốn thưa mẹ nhem á ấy kế pancake chà thưa mình pancake thưa mình ngày mặn nhám ăn mình nhám sao cái thưa nông pancake ai mà bao nhóm đấy nó chà buổi bên nhóm thời trang cho thưa cà phê phấn chân cái ngư thiền online nhỏ chân cái ngư lớn cái chuối vừa biết biết sủi về cái cô quản là mà sao vô máu cái ly tật đặc cô sỏi nó cái chụp ăn đây ba này chà chân xuống thắt quát là bố ta phải mang để tí nè bán bốn phèm để tí nè chân về để quát ở hiền là bay bà tranh luôn quạt cùng ao ở trên ngay pì cổng tơ tủ sáp của quạt sờ lắng chởn pê dày chàng chẳng khmer là xin chị sao pê nhưng cái thà quạt chụp nái pê từ ca lên game hay là chit chat ấy chụp mùi nó thẹt quạt đấy nhưng cái thà vì over vì lơ vì ấy đài tu để tì bắt quạt đấy chẳng nhưng chàng lại quạt là vồ xua tham mà một đài quạt phơ mùi nhóm lên quạt thở là vồ cả lạc ngày hay chẳng dương ai ở hai phân nó không đang bàn đài tôi tiếp pê để mặc bình thường hôm đó đó giờ chất smart cùng khai mã người anh thôi nhọn ở thôi nhỏ là việc sờ bài đài và đây sao trang thưa khuyên anh à người anh trang thưa đài hoa đây tepi trang tepi thưa đúng nhá cứ chỉ ca sana xong bắt kê tận ngon hay chúng ta nhưng mà chết tê nhưng thật sự mơ YouTube hay nhưng xua khi nhiều tiêu hoa thay định mong mong thọc khuyên anh cứ thưa nôm mình chẳng á bà xin chị tepi có trang thưa nó có cắt chị bong thở hồ chùm nụ vậy ui ông nào đang thở thưa mấy thứ mấy chân kê phải áp recipe má ok bong chạp ra thở lời bộ xong đó tepi cót comment để thông chân chẳng bằng mối lưng cái thang nghi xuống nâng ca bà hiền này bà con nhóm vẫn cứ ớt bọc ớt xuống lại bong bà bá cót lọc bà lọ cót sờ bái đấy cót chân lấy cót lọc bà lọ chẳng á cót lên lọc bà lọ chà đôi tepi chẳng cứ khơi cót chập bàn mình tên mà hai tepi bê đám mạng vô tủ sạc mà thọt không ngồi chẳng không ngồi yên nè đợi nâu tập phê nè chẳng ớt sâu yên nè chẳng ai ai không ngồi nhảy ấy không ngồi nhảy ban được ớt mê nè chà tại mà dạy nếp phu khơi nhờ tepi mà mê chạp đam cho tepi chanh thọt chạp đam chanh minh ca nghề em khẽ rồi mệt đây một hai đây mà chạp đam chanh con trai chanh hồi lối rồi tâm phất ở chân năng chân lối chất quát á anh dạy ban tha cứ ớt mà hay ớt nhóm phổ bố thọt lòng đó phổ bố mau cam thi chẳng á mẹ anh mà mẹ anh mà hay tam thì chị xua dương hòa ngay ngon tao đo ngay chứ cái này chắc là này tha con mẹ chị mình đứa đại châu chất khang sao lập bạ khang sầm đại khang thọ nâng ấy tì phần tay về khác đôi chị ca nghe mà chị nuốn thử connection cho mùi nâng cầu chà hay concept khác
địch tẹt tôm chỉ mùi nâng ở khmer thấy tôi để ti dương chỉ mà đái chấm tôi ăn có thời tập miên chấm nó chả tài quản hay dùng chia diêm ao xin nâng miên tịt bằng phật sẹp quát bàn tay ăn từng đấy này ca anh chị tới thì bọn bà dương cứ bắt đầu từ lơ cồn cho bài miên tịt nãy bị cho cho con cho mọi người nhưng trong đang tịt tịt đang đái hổ cho con nhung chả từ bốn la ấy nè ấp thổm tê bàn tay bọn đại lệ khan đặt đồ thà là cái này trắng vừa ấy cái này trắng man ấy kì chẳng hạn anh dương đặt đồ thà là đấy dương thời cục sức cây đái tụi bay cây côn dương cái đảo ấy chả cái của mình ai ta cô đã thở thưa thắm ấy vì tụi bay khi thưa có khi một thưa mình đang sợ bài chặt đó chẳng tai nhưng bao côn nhưng đái đang chơi không chẳng phải khi này mình lúa ngày ban mà pe đang sẵn chẳng quạt nhà rắm tha sợ bài vậy phố sầm tiệt quạt bông cất ha tôi chỉ quạt mà thoát chỉ mùi dương cái quạt áp sầm tiệt đây mình chẳng lẽ chả muốn quạt đang tha quạt chân ngắn quạt ban là bỏ để quạt trong mà và cho tê pi ngày nay mau sri phán mạo đã đâu người ấy mùi ăn miếng mì ấy. Không ăn được hổm mà mỏ ngày nay. Không ăn mì mình không ăn mà cá ăn chưa ngày nắng. Ăn miếng bún luống ấy. Bún luống chứ. Ngày nay cái đó tại vì thi á. Bàn tay ở khnông mà mạ phèo con môn mà ngày. Buôn phèo ngày. Buôn phèo ngày buôn phèo ngày con mà ngày xuống mạ mà đống. Pi về đó. Làm xuống mạ luôn. Ai cái thôi vậy? Mạ tớ đón nó cái thứ ấy kia ở. Thật đây tê, bù mình xu ấy còn này chai nâng tầng. Cái xu ấy tử, hay chai mày tử. Cái xu ấy tử, chắc chắn tịt bá rồi. Ok, anh lấy đau phê tử không ai chai.